Nhưng bọn tỷ có sao không? Công chúa yên tâm đi, vết thương của nhị công chúa không đến nỗi nặng lắm. Phò mã thiệt là, luôn cả nhị hoàng tỷ là cô gái yếu ớt, hắn cũng không chịu tha cho. Bây giờ công chúa đã hiểu, phải dùng cách tàn bạo đối xử người tàn bạo chưa? Đúng rồi, tên nhân tặc kia làm nhiều đệ tử của ta bị thương, ta nhất định không tha cho nó. Không tha cho nó. Nhịp phụ hoàng, Quan Âm Diệu Thiện, đây không phải là lỗi của con, chẳng qua là người đời có tánh khát máu, thích chém giết với nhau gây nên thôi. Phật tổ, vậy nên làm thế nào mới đúng? Muốn cứu vớt sự tội lỗi chỉ có một con đường, nhưng mà muốn đạt con đường này rất là gian nan. Vì cứu vớt người đời, dù là ngang sông cách núi, Diệu Thiện cũng quyết không từ chối. Trước hết con phải tu được thành chánh quả. Muốn tu được thành chánh quả thì phải đi đến chỗ Thất Trùng Thiên lấy kinh. Thất Trùng Thiên? Đúng rồi, con đường đi lên Thất Trùng Thiên sẽ có nhiều gian nan, còn phải có một niềm tin cương quyết không thay đổi mới có thể đạt được chỗ đó. Diệu Thiện bằng lòng đi làm thử. Nè, nếu mà đi Thất Trùng Thiên lấy kinh thì sẽ tu được thành chánh quả, thì chúng ta đừng chần chừ nữa, nên thương lượng kỹ càng mới đúng đó. Đi lấy kinh là chuyện cấp bách, đâu có thể trễ nãi được. Hơn nữa chuyện của công chúa cũng như là chuyện của mình, đi chỗ nguy hiểm như vậy, tôi nhất định phải đi chung với công chúa. Anh đi em cũng đi theo. Em đi không có được, chỗ đó nguy hiểm lắm. Tại sao không cho em đi chứ? Anh săn sóc cho công chúa, đâu có thể săn sóc cho em được nữa. Anh làm gì, em đã biết tự săn sóc cho mình rồi thiệt. Mà chỗ mà nguy hiểm như vậy, để anh đi chung với em. Anh Lãng cảm ơn anh. Công chúa à, vậy chúng ta thu xếp hành trang nha. Công chúa à, Thất Trùng Thiên ở đâu vậy? Lần này tụi em đi Thất Trùng Thiên, em cũng chưa biết phải đi bao lâu, nhưng mà em nhất định phải trở về. Mời yên trí đi, để biết tự mình sẽ. Trần trưởng lão, hoàng trưởng lão, chuyến đi lần này Mai Rủ chưa biết được. Trong lúc tôi đi vắng, hãy tăng cường thêm phòng thủ, Đao Lâu sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Ban chủ yên tâm đi. Vậy xin cáo từ. Chào. Xin chào. Chúng ta lên đường. Bóng phò mã, thám tử về báo tin công chúa Diệu Thiện và Dân Thiên Lãng họ định lên Thất Trùng Thiên lấy kinh. Thất Trùng Thiên? Sư phụ, thật ra Thất Trùng Thiên là chỗ nào vậy? Thất Trùng Thiên là nơi các vị tiên tu luyện, thế mà đi được đến đó thì pháp lực sẽ vô biên. Vậy họ đến đó được sẽ làm trở ngại kế hoạch của mình. Cho nên chúng ta ra tay trước sẽ được nhờ, ngăn cản họ đi Thất Trùng Thiên. Sư phụ định làm sao đi? Ta phải đi kiếm sư phụ của ta là Diệt Thế Ma Tôn. Diệt Thế Ma Tôn?
Ma Tôn năm xưa bị Phật Tổ nhốt lại, nhưng mà trong thời gian ngắn đã tập được thần công phá quan ra ngoài. Tại vì năm xưa trong một cơ duyên nào đó, ta được bái ổng làm sư phụ. Bây giờ ta phải đi kiếm ổng để giúp đỡ đó. Cầu kiến. Bái kiến Ma Tôn. Bái kiến Ma Tôn. Còn kiếm sư phụ có chuyện gì? Khải bẩm Ma Tôn, đệ tử biết được công chúa Diệu Thiện định đi lên Thất Tùng Thiên, cho nên đệ tử đến đây báo cáo với Ma Tôn. Thất Tùng Thiên, tên nào đã chỉ dẫn hắn đi Thất Trùng Thiên vậy? Đệ tử không rõ. Năm xưa bổn Ma Tôn cũng thử đi lên Thất Trùng Thiên đi lấy kinh, chỉ tiếc là trên đường đi gặp nhiều gian nan, cho nên mới dẹp bỏ ý định thôi. Thật không ngờ Diệu Thiện đã gan dạ đi lên Thất Trùng Thiên. Bẩm Ma Tôn, nếu công chúa Diệu Thiện thật sự đạt được Thất Tùng Thiên, vậy chúng ta ngủ cũng không được yên giấc đó. Diệu Thiện chống lại với ta hoài, lấy làm đệ tử của ta bị thương, ta sẽ không dễ gì để cho hắn tu được thành chánh quả. Chưa kiếm được Thất Trùng Thiên, vậy phải làm sao đây? Làm sao nữa thì đi hỏi người khác coi. Chúng ta chia nhau đi hỏi người ta xem. Thế Ma Tôn đã hứa ra mặt giúp đỡ chúng ta, con nghĩ chắc tụi Diệu Thiền sẽ không trở về được nữa. Mặt khác chúng ta phải tính lại cho thật kỹ. Mấy tên thuộc bang Tam Thánh kia, ta phải giết họ cho tận gốc rễ. Sư phụ, chuyện này sư phụ hãy yên tâm, con đã có kế hoạch đàng hoàng rồi. Bây giờ con nhờ bồ câu đưa thư với mục đích triệu gọi Tam Đại Tướng Quân đang trấn thủ biên cương về đây hợp sức lại. Chừng đó giết họ, họ sẽ không kịp trở tay. Kế này hay, kế này hay. Sao hả? Sao hả? Họ không ra kết quả. Hay là mình đi qua bên kia đi. Công chúa, chúng ta hỏi qua rất nhiều người, họ đều không biết Thất Trùng Thiên ở đâu. Có khi nào Phật Tổ nói gạt công chúa không? Thất Trùng Thiên là nơi của chư tiên, chắc chắn sẽ không dễ dàng kiếm được đâu. Nếu chúng ta có lòng kiên nhẫn, chắc chắn sẽ kiếm được thôi. Diệu Thiện à, thật ra Phật Tổ có nói cho công chúa nghe nên kiếm dưỡng nào không? Phật Tổ chỉ nói với em, khi chúng ta đi về hướng Tây, tự nhiên sẽ gặp chuyện lạ. Công chúa à, chúng ta đi lâu lắm rồi, mệt lắm. Hay là chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ chân trước đi. Đúng rồi, tôi cũng thấy đói bụng rồi. Vậy hả?
Được rồi, chúng ta tới đằng trước ngồi nghỉ chân. Anh Lãng, chuyện gì vậy? Không có gì. Em và Vĩnh Niên ở phòng này, anh và Châu Khôi ở phòng kia. Ngủ ngon. Chào. Mai là cũng nhờ anh Lanh lợi, nếu không thì chúng ta đã bị họ giết chết rồi. Hai người mặc khắc y này chắc là tay sai của Phò Mã. Chúng ta đi lên Thất Trùng Thiên đâu phải là chống lại với họ, tại sao họ nhất định phải đòi giết chúng ta? Diêu Thiền, theo chuyện xảy ra đêm này, từ nay chúng ta trên đường đi phải cẩn thận thêm nữa. Châu Khôn, ông già kia đi đường xong coi chừng gì hết ra bộ đuôi rồi sao? Đúng rồi, ta bị mù đó. Bị mù là ngon lắm mà, muốn đụng ai thì đụng mà. Không mà, không được vô lễ. Lão bá, ông có sao không? Không không. Thần tướng Hoàng Bào Sĩ biết chuyện quá khứ và tương lai. Muốn lừa gạt quỷ thần chứ gì? Lão phu chưa bao giờ gạt ai. Nếu giỏi như vậy, có biết Thất Trùng Thiên ở đâu không hả? Đương nhiên là ta biết. Lão bá, hãy xin nói cho tụi cháu biết được không? Không thể nào. Tại sao vậy? Thường nói rằng thập trùng địa ngục Thất Trùng Thiên. Muốn đi lên Thất Trùng Thiên chẳng khác nào là muốn đi nạp mạng. Lão phu không nỡ lòng thấy các vị hy sinh một cách vô giá trị đó. Lão bá, có câu là hy sinh tiểu ngã hoàn thành đại ngã. Lần này tụi cháu nhất định phải đi tới Thất Trùng Thiên đó, xin lão bá chỉ dẫn dùm đi. Thí chủ là người có tấm lòng từ bi, nhưng mà nơi Thất Trùng Thiên không phải là người tầm thường có thể đi tới đó. Nếu mà các thí chủ nhất định đòi phải đi tới Thất Trùng Thiên, trừ khi kiếm được nhân thượng nhân đi. Nhân thượng nhân? Đúng rồi đó. Đa tạ cao nhân chỉ dạy. Công chúa, thật ra chỉ dạy gì chứ? Em nghĩ rằng nói bậy thôi. Nhân thượng nhân là cái gì ai mà biết? Làm sao kiếm? Thì ra nhân thượng nhân là ai vậy? Sao bên kia có nhiều người lén lút từ từ bên kia ra vậy? Mình qua coi.
Để em thắp nhang cúng đã. Khoan đã. Anh kiếm được rồi. Anh kiếm được rồi. Anh kiếm được cái gì? Anh biết Nhân Thiện Nhân là ai? Là ai? Là Phật Tổ. Phật tổ? Đúng vậy. Các người thấy không? Có nhiều người quỳ ở dưới Phật Tổ. Phật Tổ tự nhiên là Nhân Thiện Nhân đó mà. Đúng rồi, đúng rồi. Phật Tổ Nhân Linh đó. Chơi hay sao? Kiếm đã Nhân Thượng Nhân rồi thì lại kiếm Nhân Trung Nhân, vậy tức là lần khó chúng ta chứ gì? Anh Khôn, bộ anh nói không phải sao? Chúng ta đi Thất Trùng Thiên vì muốn cứu người thôi, đâu phải vì bản thân. Bây giờ kiếm đã chuyện này đến kiếm việc nọ, không phải làm khó dễ chúng ta sao? Khôn à, sở dĩ Phật Tổ làm như vậy tất nhiên có quyền cơ diệu tính của ngài. Đúng vậy, nếu chúng ta đã kiếm được Nhân Thượng Nhân, tôi tin rằng kiếm Nhân Trung Nhân cũng không phải là chuyện khó đâu. Miễn sao chúng ta chịu đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ đạt được Thất Trùng Thiên đó. Đúng rồi, dù cho là gian lao cách mái, chúng ta quyết đi tới Thất Trùng Thiên. Vậy chúng ta lên đường đi. Dư Thiệt, Nhân Thượng Nhân là Phật Tổ, vậy Nhân Trung Nhân là cái gì vậy? Em cũng chưa nghĩ ra. Ừ, nghĩ chi cho mày chót, hỏi người ta thì coi. Chuyện gì nha? Dạ. Chuyện gì ông Khích? Nè, anh làm nghề bán nước trà đây chắc cũng quen biết nhiều người lắm hả? Ờ, nhiều thì không nhiều lắm. Hảo hán trong giang hồ, hiệp sĩ trong rừng, đầu trâu mật ngựa, công tử quan lớn. Tôi chỉ quen vài ông thôi. À, ông có biết Nhân Trung Nhân là cái gì không vậy? Nhân Trung Nhân? Nè, đàn ông hay là đàn bà vậy? Người lớn hay con nít vậy? Đại ca, nếu như chúng tôi biết thì đâu cần gì phải hỏi đại ca. À, vậy xin lỗi nha, tôi cũng không rõ ràng mấy. Tiểu gì? Nè, lão già kia, tôi lại ông vậy được chưa? Làm ơn đừng tới đây phá tôi nha. Ta không phải đến đây phá quậy, ta đến đây chiếu cố người đó. Người mau mau bán cho ta 5 cân rượu nếp, 6 cân thịt bò, 10 cái bánh bao, 5 con gà mập. Mau đi. Ông có tiền không? Ta không có bạc, nhưng mà bán chịu trước đi mà. Chỗ của tôi làm ăn đó, không phải là nhà chùa mà. Ông đi về đi. Nè chú hai à, chú làm ơn đi. Tôi người lớn không ăn cũng còn được, nhưng mà đứa bé trong bụng nhịn đói đâu có được. Chẳng lẽ chú thật nỡ lòng vậy? Thấy hai chúng tôi đều chết đói sao hả? Nhân Trung Nhân, chú hai à, làm ơn làm phước đi chú. Tôi đói bụng lắm rồi. Lão chú bá, hai à, làm ông đói bụng lắm phải không? Dạ. Nè, cháu đưa tiền cho ông mua đồ ăn nha. Không cần, ta không lấy. Ta biết rồi, ngươi là tên Giang Phi. Ta biết ngươi muốn giành đi đứa con trong bụng của ta. Ngươi đừng hòng. Lão ba. Lão ba. Ba. Mở cửa đi. Ba. Lão ba. Mở đi. Ba. Ba. Mở cửa. Lão ba. Ê à. Sao mà ác quá vậy? Tặc ly nước cho mặt đi ra. Đúng rồi. Ai kêu có người giận đứa con trong bụng của ta hả? Lão ba, tôi không phải giật đồ của ông đâu. Chỉ muốn hỏi ông Nhân Trung Nhân là cái gì. Nhân Trung Nhân hả? Ta biết mà. Thì bác nói cho chúng tôi biết đi. Ta không thích nói thì sao? Nè, chúng tôi hỏi bác một cách lịch sự, sao bác trả lời như vậy? Ta không nói thì làm gì ta? Bác không chịu nói hả? Tôi biết bí mật của Nhân Trung Nhân ở trong cái bụng của ông chứ gì. Dứt đi. Đừng đụng đến ta. Ủa, rượu? Thì là rượu đó. Không phải là rượu là cái gì? Thấy cháu là tốt nhất. Bác đại cháu uống rượu nè. Lão bá, cháu không biết uống rượu đâu. Uống một tỉnh thôi, đâu có uống nhiều. Cháu không uống, bác không chịu nói ra. Lão bá này tại sao phải ép cô uống vậy? Tiếng rượu này
Giang bối xin uống thế cho. Nè, không được sanh thế. Mai này của sanh con, chẳng lẽ ngươi cũng sanh thế của ai sao? Nói tóm lại, cháu không uống bác sẽ không nói. Lão ba, sao ông nhất định phải ép cháu uống vậy? Tại sao nói ta ép người? Các người bắt buộc ta phải nói ra bí mật của nhân trung nhân cũng là ép ta vậy. Nè, ta biết chắc người cũng không chịu uống đâu. Thôi đi đi, đi đi. Ê, lão ba, cháu uống. Công chúa. Dư Thiện, em nên suy nghĩ kỹ rồi mới uống nha. Ừ. Thanh quy giới luật cũng là khuyên người hướng thiện, phổ độ chúng sanh thôi. Nếu ta phá giới thì có thể phổ độ chúng sanh. Vậy phá giới cũng như là tu giới thôi. Chúng ta cần gì phải cố chấp như vậy? Cầu phá giới tức là tu giới rất là hay. Cháu quả nhiên có tuệ căn hơn người, sám thấu thiềm cơ. Hey, vậy thì không mau nói ra bí mật của nhân trung nhân đi. Ta chính là nhân trung nhân nè. À, lão ba, cũng là lão ba hả? Chính là ta đó. Hay thật, các người rốt cuộc đã kiếm được nhân trung nhân rồi. Xin hỏi đại sư, chúng cháu làm sao đi thất trùng thiên hả? Ờ, chỉ cần các người kiếm ra nhân hại nhân sẽ kiếm được ra con đường lên thất trùng thiên. Vậy tức là cố ý làm khó thôi. Kiếm đại nhân thượng nhân thì tới phiên kiếm nhân trung nhân, bây giờ phải kiếm thêm nhân hại nhân. Ta không phải cố ý gây rắc rối cho các người. Tại vì con đường lên thất trùng thiên rất là gian nan nguy hiểm. Nếu mà ta không thử thách ý chí kiên nhẫn và trí tuệ của các người trước, các người vẫn không có cách nào lên thất trùng thiên đâu. Vậy phải thử thách chúng tôi tới chừng nào? Nhân hạ nhân sẽ là sự thử thách lần cuối. Đa tạ cao nhân chỉ dạy. Chúng ta lập tức đi kiếm nhân hạ nhân đi. Dạ. Kiếm lâu như vậy cũng không thấy nhân hạ nhân đâu đó. Nè, tôi đi không nổi nữa, phải ngồi nghỉ lá. Em nói từ nãy đến giờ nghe được nhất là câu này đó. Được rồi, chúng ta ngồi đây nghỉ một chút đi. Ừ, đúng rồi. Dĩ Niên nè, em nghĩ coi nhân hại nhân có phải là em không này? Tại sao vậy? Em là người làm của công chúa mà. Vậy tức là nhân hại nhân đó. Anh cũng là người làm của công chúa, vậy anh cũng là nhân hại nhân đó. À, nếu là anh thì đỡ biết mấy. Chúng ta khỏi cần đi kiếm nữa. Vậy ra anh có thể ngủ thêm một giấc. Nè, chúng ta ngồi trên mộ của người khác, đó là chuyện không đúng. Sao anh còn nằm hết người trên mộ? Ông chết mất rồi, giờ đang nằm ở dưới. Sợ cái gì chứ? Ở dưới nhân hạ nhân. Nhân hạ nhân có phải là mấy người chết ở dưới mộ không nè? Đúng rồi, những người đã chết tự nhiên sẽ nằm ở dưới người còn sống. Vậy tức là nhân hạ nhân. À, vậy chúng ta đào lên bây giờ là biết liền chứ gì. Khỏi cần đào nữa. Khởi điểm của thất trùng thiền ở nơi tận cùng của mặt đất. Tận cùng của mặt đất là chỗ nào vậy hả? Tận cùng của mặt đất thì tức là biển cả. Ừ. Chúng ta tiếp tục đi theo hướng Tây sẽ tới được tận cùng của mặt đất. Bẩm Ma Tôn, Dư Thiên họ đã phát hiện con đường đi lên thất trùng thiên, bây giờ đang đi chỗ tận cùng của mặt đất. Kim Ma, Ngân Ma, hai người lập tức đi giết chết Diệu Thiệt. Các người thật là to gan, dám đi lấy thất trùng thiên. Tại hạ Diệu Thiện đi thất trùng thiên chỉ vì muốn phổ độ chúng sanh, hy vọng vị tiền bối này tránh đường. Nếu các người muốn đi nữa, trừ khi đánh thắng hai anh em của chúng ta trước đi. Bốn đô thống công giết những kẻ không biết tên, mau báo tin cho ta biết. Chúng ta là đệ tử của Diệt Thế Ma Tôn Kim Ngân Hộ Pháp. Diệt Thế Ma Tôn là ai vậy? Các người thật sự hiểu biết quá thấp kém. Sau này Ma Tôn nhất định sẽ tiêu diệt phần tổ, trở thành bá chủ của thiên địa. Nói thì ai nói cũng được vậy.
Nhưng mà có đủ ăn là anh không hả? Được rồi, cho có người mở rộng tầm mắt. Giang đại ca, anh quả nhiên thật lợi hại, kim ngân nhị ma cũng đánh thua anh. Bây giờ việc thế mà tôn nhúng tay vào, lên thất trùng thiên sẽ càng thêm gian nan nữa đó. Dù có gian nan đến mấy, chúng ta cũng không sợ. Ừ. Rốt cuộc chúng ta đã tới tận cùng của mặt đất rồi. Chân trời góc biển, đây là đệ nhất thiên của thất trùng thiên. Hay quá, chúng ta đã đi tới đệ nhất thiên của thất trùng thiên rồi. Ôi da, mới đệ nhất thiên của thất trùng thiên mà đã mệt như vậy rồi. Tôi nghĩ sau này càng có thêm nhiều gian lao nữa đó. Em sợ hả? Sợ cái gì? Tôi chỉ sợ một cái này thôi. Là cái gì? Dĩ nhiên đó. Đây đẹp quá hả? Đây là đâu vậy? Ở đây có nhiều đào hoa. Tôi nói ở đây giống như đảo đào hoa vậy. Ừ. Công chúa, chân đại ca. Chuyện gì vậy? Qua đây coi nè. Thì ra đây là đệ nhị thiên của thất trùng thiên, thiên ngoại hữu thiên. Thì ra thiên ngoại hữu thiên đẹp như vậy, cho tôi ở đây suốt đời tôi cũng chịu. Đúng rồi, tôi cũng vậy. Ở đây thật sự rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta có chuyện quan trọng phải làm, đừng ở lại đây quá lâu. Đúng rồi đó, chúng ta nhớ đừng để cho cảm nhận đẹp làm cho mình quên hết. Hay là chúng ta đi nhỉ?
đi đến nỗi lạc cả phương hướng. Nè, các vị coi kìa, chúng ta đã đi trở lại chỗ cũ rồi. Đúng hả? Tôi cũng cảm thấy lạc. Mình dường như đã đi lạc vào mê cung vậy, đi hoài cũng tìm không được lối ra. À, vậy phải làm sao đây? Giống như là một quái trận trong kỳ môn độn giáp vậy. Quái trận hả? Ở trong kỳ môn độn giáp có tất cả 108 trận, lợi hại nhất là trận đầu quà. Tôi nghĩ rằng cái này là trận đầu quà. Trận đầu quà? Đúng rồi. Trong trận đầu quà có trồng hơn 100.000 cây đầu quà, cây nào cũng như cây nấy. Lột vào trong này rồi sẽ bị lạc hướng. Mình phải làm sao? Phải. Anh có cách làm phá trận không? Đúng rồi. Trả lời đi anh. Không có. Sư phụ từng nói, hễ lột vào trận đầu quà nhất định sẽ chết. Mà chúng ta chết chắc rồi. Thật ra người sống trên đời chẳng qua là một thời gian ngắn ngủi thôi. Nếu mà chúng ta sống được trên trần gian, tại sao chúng ta lại phải sợ chết hả Vĩnh Niên? Đúng rồi Vĩnh Niên. Cho dù chúng ta bị nhốt ở đây, ít ra cũng có anh bên em mà. Chúng ta hãy bình tĩnh. Trong hoàn cảnh này, chúng ta phải thử coi có được may mắn không. Đúng rồi. Biết đâu chúng ta kiếm được lâu ra, vậy khỏi phải ngoài đợi chết. Đúng rồi, vậy chúng ta phải đi lối nào chứ? Đi thử bên kia coi. Chuyện gì? Thì không ngờ trước khi chúng ta tới đây đã có nhiều người chết ở đây rồi. À, tôi không đi nữa, tôi không đi nữa. Đi hoài cũng trở về đây thôi, chắc chắn chúng ta sẽ chết thôi. Vĩnh Niên, Vĩnh Niên, em đừng có sợ như vậy. Biết đâu đi lát nữa chúng ta sẽ kiếm được lối ra. Không, tôi không đi nữa, tôi không đi nữa. Vĩnh Niên à, ngồi xuống này đi. Đi như vậy hoài cũng không có cách ra. Tôi có cách rồi. Em nghĩ là cách rồi. Sở dĩ trận đào hoa làm cho chúng ta lạc hướng, tại vì mỗi cây đào hoa cũng giống nhau hết, khiến chúng ta không có cách nào nhận ra hướng đi. Nè, nếu chúng ta nghĩ ra cách nào nhận ra hướng đi, chúng ta sẽ đi được ra ngoài. Nhưng mà chúng ta nhận ra hướng bằng cách nào? Chúng ta sẽ lợi dụng mấy cây đào hoa này. Chúng ta hái bông đào hoa xuống, khi đi qua chỗ nào, rải bông xuống dưới đất làm ký hiệu. Vậy thì chúng ta sẽ không cần trở lại những con đường đã đi qua. Chúng mình đi qua chỗ này rồi, chúng mình đi thử đường kia đi. Ừ. Cuối cùng chúng ta đã ra khỏi chỗ này. Lần này chúng ta thoát chết rồi. Dư thiệt, rốt cuộc chúng ta đã đi ra khỏi địa nhị thiên của thất trùng thiên là thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà chúng ta khoan mừng đã. Tôi tin rằng đoạn đường kế tiếp sẽ thêm nhiều gian lao. Diệu Thiện họ dùng thông minh và tài trí của họ đã rời khỏi trận đào hoa trong thiên ngoại hữu thiên của đệ nhị thiên. Không ngờ tuệ căn của hắn cao như vậy, ra khỏi được trận đào hoa kia. Ma tôn, Kim Ngân nhị ma đều bị thất bại. Trân ma tình nguyện đi tiêu diệt bọn công chúa Diệu Thiện. Sơn ma, người có bộ phép gì dùng để đối phó hả? Đệ tử định dùng chấn thiên động địa cổ
làm cho ngũ tạng của họ bị nát hết, mất hết ý chí, toàn bộ sẽ chết trong trời long đất lở. Chấn thiên động địa cổ hả? Được, nếu người giết họ không được, đừng trở về đây gặp ta nữa. Dạ. Dư Thiên à, chúng ta đã tới trời long đất lở rồi. Đường đi càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta nên cẩn thận. Dạ. Ngươi lại. Ta lại xuống à? Ma tôn sai ta đến đây với các ngươi đó. Bây giờ ta cho các ngươi thử coi quy lực chấn thiên động địa của ta. Sẽ bị âm thanh dụ chết đó. Chúng ta thử niệm bằng giả ba la mật đa tâm kinh đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.